Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Cái máy Tư Hảo Tân Hưng Long An, cảm ơn cô bác anh chị em rất là nhiều nha. Thời gian qua cô bác anh chị em luôn theo dõi kênh tư máy của em, em cảm ơn rất là nhiều. Và cô bác anh chị em ủng hộ mua máy bên em mỗi ngày nha. Thì hôm nay em có về được một động cơ Dân Ma. Em này là 3T, em này là 3T816 anh chị em, 42 PS, dòng tua 3250. Em này đời 3 nắp nhớt quá chị em. Đây nắp. Đây. Trên đây. Em này có chục bô quá chị em. Vừa chục bô mà vừa bơm đôi luôn. Hai bơm đôi luôn ha. Hai bơm này có anh chị em nào về xài mà cần bơm á, có hai bơm này rất là êm á nha em. Tình trạng máy là xuất sắc quá nha em. Cà te bằng gan nha. Cà te gan đời cơ giới quá nha em. Các bác anh chị em nào mà đang xài xe cuốc 82, 84 rồi đó, mua con 86 này thôi hết bài luôn ha. Để lên chạy nhức nách. Tình trạng máy cực kỳ quá anh em. Mới tin nha. Ở đây còn đất cái này nè, rửa chưa sạch nè. Mấy cô bác cho thấy vàng vàng là đất á, rửa chưa sạch á. Cô Linh nó có hai gánh trước đã ghê ha. Bà T816 42 ngựa quá anh em. Quá đã luôn. Để máy con. Kỳ quá em ha. Ba T816. Quá mới. Đấy còn dòng cơ giới ít có con nào nó còn nước sơn còn đẹp quá em. Con này quá đẹp lung linh. Bơm ấm còn điện thui luôn. Anh này có tắt điện luôn các em. Có tắt điện luôn. Vậy anh em cô bác nào về tắt điện thì gài tắt điện vô nha. Em mở ra tắt tay. Tắt điện mình phải đấu điện vô đây nữa. Và từ 8-60 vô các em. Máy ngon lần cành đầu. Rồi, cô bác chị em nào có nhu cầu sử dụng thì ủng hộ cho em nha. Cô bác chị em nào mà xem video mà không thấy rõ cái điểm nào đó thì alo bên em ha. Bên em sẽ chụp hình Zalo cho quán chị em đẩy nắp đi không. Cô bác chị em xem cho rõ hơn nha. Động cơ này giá trên 40 triệu quá chị em. 3T816 bô hai bơm luôn nha, giá trên 40 triệu nha, tình trạng máy là trên 90% đó. Cô bác anh chị em nào mà xem mà thấy hợp nhãn vừa được giá
hợp lý, mua ủng hộ em nha. Còn cô bác nào chị em thấy mà cao quá thì xem cho vui, em rất là mang ơn. Đó. Con này nhức nách luôn, lâu mua được con, quá đẹp. Con này có xương hàng nhớt luôn nha, rất là êm, kẹt tay gan luôn, đấu máy cài cũng ok. Đây đầy chiền luôn ha, đầy chiền lỗi dài luôn, mới tinh. Rồi em xin chào, xin chúc quán chị em được nhiều sức khỏe, thành công trong công việc nha. Hẹn gặp lại các bác chị em video tiếp theo.